Tại bản cập nhật lần này, 23 cái tên Icon The Moment sẽ xuất hiện với bộ chỉ số siêu việt chưa từng có. Đúng như tên gọi The Moment, phiên bản này sẽ chứa đựng một khoảnh khắc tạo nên tên tuổi, sự nghiệp của một huyền thoại. Có thể kể đến như khoảnh khắc xoay người, tung ra cú sút trong vòng cấm không thể cản phá vào phút thứ 19 của Michael Ballack trong mùa giải Bundesliga 2004-2005, mở màn cho chiến thắng 4-0 trước Kaiserslautern. Hay cú hat-trick thần thánh của Thierry Henry vào lưới Liverpool mùa giải 2003-2004 giúp anh đạt được danh hiệu vua phá lưới giải đấu và mang về chiếc cúp vàng Premier League danh giá cho các pháo thủ Arsenal. Vậy làm sao để sở hữu một Icon TM? Trước tiên, chúng ta cần phân biệt sẽ có hai loại Icon TM. Icon TM có thể giao dịch trên thị trường chuyển nhượng và Icon TM không thể giao dịch trên thị trường chuyển nhượng. Icon TM có thể giao dịch sẽ có đầy đủ các tính năng như nâng cấp hoặc mua bán trên thị trường chuyển nhượng. Còn Icon TM không thể giao dịch sẽ không thể thực hiện nâng cấp hoặc mua bán. Chỉ có một cách duy nhất để lấy được Icon TM là thông qua tính năng giao dịch cầu thủ. Mỗi Icons cộng 5 sẽ đổi được Icon TM không thể giao dịch của chính cầu thủ. Icons từ cộng 6 trở lên sẽ đổi được Icon TM không thể giao dịch cùng với một lượng Icon TM coin nhất định tùy thuộc vào cấp thẻ cầu thủ. Icon TM coin dùng để kết hợp cùng Icon TM không thể giao dịch để đổi ra Icon TM có thể giao dịch. Tùy từng cầu thủ mà số Icon TM coin yêu cầu sẽ khác nhau và tỷ lệ trao đổi thành công 100% chứ không có thất bại. Ngoài ra, các huấn luyện viên có thể trao đổi Icon TM không thể giao dịch trở về lại Icons cộng 5 với vé đổi tại Icon cộng 5.